kế hoạch giải thể Bộ Giáo dục Mỹ, một phần quan trọng trong cương lĩnh tranh cử của ông Donald Trump và là ưu tiên của các đồng minh chính trị của ông, đang là mối quan tâm chính của các trường học khi ông chuẩn bị tiếp quản Nhà Trắng vào tháng 1 năm 2025. Việc giải thể Bộ Giáo dục sẽ cần sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ và rất nhiều vốn chính trị mà ông Trump có thể muốn nhắm đến ở nơi khác, đặc biệt là trong những ngày đầu của nhiệm kỳ, khi ông sẽ chịu áp lực phải thực hiện các lời hứa về cắt giảm thuế và nhập cư. Nhưng khả năng giải thể bộ này là có, đặc biệt khi Đảng Cộng Hòa kiểm soát lưỡng viện trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump chưa thành công, nhưng với động lực tái đắc cử, ông có thể tiến hành thu hẹp hoặc hợp nhất các chương trình giáo dục liên bang. Các tổng thống và ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa đã đe dọa sẽ giải thể Bộ Giáo dục Mỹ kể từ năm 1979, khi tổng thống lúc đó, là ông Jimmy Carter, một đảng viên Đảng Dân chủ, ký luật biến Bộ Giáo dục thành một cơ quan cấp nội các. Trước đó, công tác giáo dục liên bang được quản lý bởi Bộ Y tế, Giáo dục và Phúc lợi. Tuy nhiên, kể từ đó, các tổng thống và các ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa đã liên tục kêu gọi giải thể Bộ Giáo dục. Cơ hội thực hiện điều này đã đến vào năm 1981, khi Bộ trưởng Bộ Giáo dục dưới thời Tổng thống Ronald Reagan, Terrell Bell, soạn thảo kế hoạch chuyển đổi bộ này thành một cơ quan nhỏ hơn, chỉ có nhiệm vụ nghiên cứu và hỗ trợ, nhưng không có quyền kiểm soát. Tuy nhiên, kế hoạch này gặp phải sự phản đối mạnh mẽ tại Quốc hội và thất bại. Ứng cử viên Tổng thống Bob Dole vào năm 1996 cũng kêu gọi bãi bỏ Bộ Giáo dục, và giờ đây Tổng thống đắc cử Donald Trump một lần nữa đưa kế hoạch này vào cương lĩnh tranh cử của mình với sự hỗ trợ từ những người đồng minh trong Đảng Cộng hòa, đặc biệt là khi đảng này kiểm soát cả lưỡng viện Quốc hội. Vai trò lớn nhất của Bộ Giáo dục Mỹ từ mẫu giáo đến lớp 12 là giám sát việc thực hiện đạo luật mọi học sinh đều thành công, Every Student Succeeds Act. Bộ này cũng quản lý đạo luật giáo dục cá nhân khuyết tật hay IDEA, một chương trình trị giá 14,2 tỷ đô la Mỹ giúp các trường chi trả cho các dịch vụ giáo dục đặc biệt dành cho các học sinh khuyết tật và danh mục các khoản kinh phí liên quan đến an toàn trường học, đào tạo giáo viên và chuẩn bị lực lượng lao động. Bộ Giáo dục Mỹ cũng đảm bảo tuân thủ luật liên bang bảo vệ quyền công dân và quyền của người khuyết tật tại các trường công. Trong giáo dục đại học, Bộ Giáo dục giám sát chương trình đơn xin hỗ trợ tài chính miễn phí cho sinh viên, hay FAFSA và các chương trình cho vay và trợ cấp liên bang khổng lồ dành cho sinh viên. Những người bảo thủ ủng hộ việc đóng cửa Bộ Giáo dục coi cơ quan này là biểu tượng của một bộ máy quan liêu liên bang phình to và vi phạm quyền của các tiểu bang theo tu chính án thứ 10 của Hiến pháp Mỹ. Trong đó nêu rõ rằng các quyền hạn không được liệt kê cụ thể cho chính quyền liên bang là trách nhiệm của các tiểu bang. Nhưng những người ủng hộ cơ quan này cho biết, Bộ Giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo học sinh được đối xử công bằng và giúp các tiểu bang nâng cao tiêu chuẩn về thành tích của trường học. Ngay cả khi ông Donald Trump được Quốc hội chấp thuận đóng cửa cơ quan này, ông vẫn phải chuyển trách nhiệm của mình quản lý các khoản vay của sinh viên và quản lý các nguồn kinh phí hiện có của Bộ Giáo dục cho các cơ quan khác. Trong nhiệm kỳ trước, ông Trump đã đề xuất sáp nhập Bộ Giáo dục với Bộ Lao động trong một kế hoạch vào năm 2018 nhưng không bao giờ được thực hiện. Giờ đây, Đảng Dân chủ phải đối mặt với không chỉ câu hỏi tại sao chiến dịch không thành công mà còn phải chuẩn bị cho một tương lai mới chưa xác định được gương mặt lãnh đạo nào nổi bật. Theo CNN, nhìn lại sự thất bại của Đảng Dân chủ không phải điều diễn ra chỉ sau một đêm. Vài tháng sau khi ông Obama tái đắc cử năm 2012, các trợ lý của ông thành lập một nhóm có tên là Battleground Texas. Điều này biểu tượng cho niềm tin của họ vào sự thay đổi nhân khẩu học lớn ở bang. Đặc biệt là số người Mỹ gốc Latin ở đây. Họ cho nhóm người này sẽ định hình kỷ nguyên dân chủ ở đây, biến Texas thành bang xanh vào năm 2028 và loại đảng Cộng hòa ra khỏi đại cử tri đoàn. Tuy nhiên, Texas ngày càng trở nên đỏ hơn so với thời điểm ông Obama tái đắc cử. Cử tri gốc Latin và một các nhóm thiểu số khác chuyển sang ủng hộ ông Trump trên toàn quốc trong năm nay đưa đảng dân chủ vào thời điểm chưa từng có đối với một đảng chính trị hiện đại. Họ phải vật lộn với những tổn thất từ việc để mất chức tổng thống và các vị trí quan trọng khác, đồng thời có khả năng bị giảm ảnh hưởng quyền lực ở Washington và không có nhà lãnh đạo rõ ràng. Trong khi đó, tổng thống mới đắc cử hứa hẹn tái thiết nước Mỹ một cách triệt đề và trừng phạt đối thủ bên trong. Thượng nghị sĩ Vermont Bernie Sanders, người vừa giành được nhiệm kỳ thứ tư tại Quốc hội, đưa ra tuyên bố dài chỉ trích đảng dân chủ vì rời xa những người lao động. Nhiều thập kỷ Đảng dân chủ nói đến và thực hiện các động thái để cải thiện vị thế kinh tế của nhóm người này, nhưng họ được cho là không tạo ra nhiều sự khác biệt. Các biện pháp do chính quyền ông Biden ban hành và những lời hứa hướng tới tương lai mà bà Harris đưa ra sau khi bà tiếp quản chiến dịch cũng vậy. Kể từ khi ông Biden tuyên bố tái tranh cử cho đến khi bà Harris tiếp quản, các trợ lý tại trụ sở chiến dịch ở Wilmington, Delaware thường nói về những tiếng nói đáng tin cậy, những người có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng hoặc những người nổi tiếng thích hợp có thể nói với cử tri họ cần ủng hộ những ứng viên nào. Tuy nhiên, những ứng viên của đảng dân chủ giành chiến thắng hôm 5 tháng 11 trong các cuộc đua quốc hội nói với CNN rằng để giành được nhiều chiến thắng hơn, bản thân các ứng cử viên phải là những tiếng nói đáng tin cậy đó. Hiện nhiều đảng viên dân chủ trên khắp cả nước đang chuyển sang ủng hộ ông Hakim Jeffrieser, lãnh đạo phê tiểu số tại hạ viện, đặc biệt là nếu họ chiến thắng đủ số lượng các cuộc đua nổi bật để đưa ông lên làm chủ tịch cựu giám đốc của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, ông Pascal Lamy nhận định Trung Quốc và Liên minh châu Âu nên giải quyết những bất đồng của họ và thành lập một mặt trận thống nhất chống lại một Donald Trump chiến thắng. Đánh giá của ông Pascal Lamy được đưa ra trong bối cảnh những lo ngại về tương lai của toàn cầu hóa gia tăng sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn với South Channel Morning Post, ông Lamy cho biết nhiệm kỳ tới của ông Donald Trump sẽ đặt ra thách thức không chỉ đối với Trung Quốc mà còn đối với EU và nhiều đối tác thương mại khác. Trong chiến dịch tranh cử, Ông Trump đã cam kết sẽ tăng thuế quan lên từ 60% đến 100% đối với hàng hóa Trung Quốc, cùng với mức thuế quan chung từ 10% đến 20% đối với tất cả các mặt hàng nhập khẩu khác tới Mỹ. Sau khi phát động chiến tranh thương mại với Trung Quốc năm 2018, khoảng 300 tỷ đô la Mỹ hàng hóa Trung Quốc đã bị đánh thuế nhằm kiềm chế thâm hụt ngày càng tăng của Mỹ và động thái này gây ra hành động trả đũa từ Bắc Kinh. Cựu lãnh đạo WTO khẳng định rằng bất kể Washington làm gì thì sự tôn trọng đối với WTO cũng sẽ thúc đẩy những nước khác duy trì hoạt động thương mại thế giới Ông cho biết những gì Trung Quốc nên làm là trao đổi với các cường quốc thương mại lớn khác, EU, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và thiết lập một thị trường chung. Chúng ta nên xây dựng một mặt trận thống nhất chống lại chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ trong với WTO. Chính sách thương mại của chính quyền Mỹ tiếp theo sẽ là yếu tố quan trọng đối với nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu của Trung Quốc, vốn ghi nhận tốc độ tăng trưởng chững lại trong bối cảnh phải vượt lộn với nhu cầu trong nước yếu, cuộc khủng hoảng kéo dài tại thị trường bất động sản, núi nợ của chính quyền địa phương và lòng tin của các nhà đầu tư thấp. Bên cạnh đó, khi ông Donald Trump trở lại nhà trắng, các chính sách thuế quan mà ông cảnh báo ở thời điểm tranh cử đang khiến thế giới lo ngại, châu Âu cũng không ngoại lệ. Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng ông không hài lòng với cán cân thương mại hiện tại và khẳng định châu Âu sẽ phải trả giá đắt nếu không nhập khẩu thêm hàng hóa từ Mỹ. Bình luận viên của Reuters, Gavin Maguire cho rằng châu Âu có thể đáp trả bằng cách giảm nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Washington, gây khó khăn cho kế hoạch tăng sản lượng dầu khí của ông Trump. Tuy nhiên, viễn cảnh này khó có thể xảy ra vì EU hiện vẫn phải phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu và Washington lại là nhà cung cấp LNG lớn nhất của họ. Trong năm 2023, LNG của nền kinh tế lớn nhất thế giới chiếm gần 50% tổng lượng LNG nhập khẩu của lục địa già, tăng từ mức 44% của năm 2022 và 27% của năm 2021. Xung đột tại Ukraine đã thúc đẩy Mỹ xuất khẩu LNG nhiều hơn sang châu Âu và mở rộng năng lực sản xuất của các dự án trong lĩnh vực này. Số liệu cho thấy, nhu cầu LNG tại châu Âu tăng chậm lại trong năm nay phần lớn do mùa đông bớt lạnh hơn và nhu cầu khí đốt giảm tại Đức khi nền kinh tế nước này đang suy giảm. Tuy nhiên mùa đông tới sẽ là thời điểm Châu Âu cần đến LNG nhiều hơn. Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đề cử tỷ phú Elon Musk và Ram Swami vào vị trí lãnh đạo Bộ hiệu quả chính phủ. Ngày 12 tháng 11, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump cho biết tỷ phú Elon Musk và cựu ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Ram Swami sẽ mở đường cho chính quyền của tôi phá bỏ bộ máy quan liêu của chính phủ cắt giảm các quy định dư thừa, cắt giảm chi tiêu lãng phí và tái cấu trúc các cơ quan liên bang. Theo ông Trump, Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ sẽ tiến hành kiểm toán tài chính và hiệu suất toàn diện của toàn bộ chính phủ liên bang, cũng như đưa ra các khuyến nghị cải cách mạnh mẽ. Ông Ramat Wami là một doanh nhân công nghệ sinh học giàu có. Ông nói với ABC vào đầu tuần này rằng, ông đang có cuộc thảo luận có tác động lớn với các vai trò có thể có trong nội các của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ông cũng không có kinh nghiệm làm việc trong chính phủ, nhưng đã thúc đẩy các giảm chi phí trong khu vực doanh nghiệp. Vừa qua, ông Ramaswamy đã đăng tải dòng tweet đóng cửa đi, một khẩu hiệu quen thuộc mà ông thường dùng khi tranh cử để kêu gọi thu gọi bộ máy chính phủ. Sau đó, ông Ramaswamy tiếp tục chia sẻ thông tin về việc được bổ nhiệm đồng lãnh đạo bộ hiệu quả chính phủ. Chúng tôi sẽ không nhẹ tay, ông viết và không quên tăng luôn tài khoản X Elon Musk của ông chủ Tesla. Trong khi đó, khi phát biểu với các phóng viên vào tháng trước, tỷ phú Elon Musk nêu mục tiêu cắt giảm chi tiêu của chính phủ 2.000 tỷ đô la Mỹ. Trên thực tế, các chuyên gia cho biết, việc cắt giảm chi phí đó có thể dẫn đến việc bãi bỏ quy định và thay đổi chính sách, tác động trực tiếp đến vũ trụ các công ty của ông Musk, đặc biệt là Tesla, SpaceX, X và Neuralink. Bộ hiệu quả chính phủ có tên viết tắt là DOGE, chung với tên của loại tiền điện tử Dogecoin mà Musk đang quảng cáo. Ông Musk vì von sáng kiến thành lập DOGE có thể được coi là dự án Manhattan, kế hoạch bí mật của Mỹ nhằm chế tạo bom nguyên tử góp phần chấm dứt thế chiến thứ hai mới của nước Mỹ. Ông nói, điều này sẽ tác động với toàn bộ hệ thống và bất kỳ ai liên quan đến sự lãng phí của chính phủ